Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube Trần Thảo An Khang, Thảo Outdoor Bình Dân. Vâng, và tiếp tục clip hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta một dàn bộ đến từ thương hiệu của Nhật Bản, đó là hiệu Onkyo quý vị ha. Dàn bộ đang đứng trước màn hình chúng ta này quý vị. Đây là bộ Onkyo, model của nó là âm ly là A922M nha quý vị nha. Đó. Rồi cái tiếp theo đây là cái AMFM tuner. Đó. AMFM tuner thì T411M nghe quý vị nha. Và tiếp theo đi thì trên đây thì đầu CD ha. C722M. Đó. Đó là ba model của cái bộ này ha. Thì bộ này mình mua cũng đấu mạng và lựa chọn rất là kỹ. Đồ nó hoạt động luôn anh em ha. Cho nên là khi mà về tới nhà mình sẽ làm clip test hoạt động cho anh em xem luôn ha. Đấy. Và đôi lo đi theo nó là đôi lo Onkyo có model là D102AX nha anh em nha. Đây. Thì đây là tại bãi cho nên là lo bãi nó còn một gân. Một gân chưa có thay anh em ha. Thì đôi này về mình sẽ thay gân để phục vụ anh em sau ha. Ai căng thì ai căng zin của nó nè nè. Ai căng zin khung nhựa ha. Đấy, hai bên. Ai căng zin hết nha anh em nha. Tiếng lo thì rất là đẹp ha. Đây. Quá đẹp luôn em ha. Và cái bộ vàng đó thì mặt vàng chanh anh em ha. Phay nhôm vàng cũng còn rất là đẹp. Tuy nhiên hàng bãi thì nó cũng có một số vết nhẹ nhẹ này nha. Này bẩn hay là gì? Thì bẩn chắc có lẽ chùi ga vậy ha. Đấy. Và mình làm clip này thì có thể là clip nhanh quay sơ qua để giới thiệu cho anh em biết là mình đang có sản phẩm này. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình để dặn dò đặt cọc gì đó gì ha. Đồ về thì mình sẽ làm clip chi tiết, thứ nhất là up lên, thứ hai là có thể gửi trực tiếp cho anh em. Đây mình sẽ quay xung quanh cho anh em xem ha. Tạm thời để cái gì khỏi quay đi em ha, tại vì nó cũng hơi nặng. Lo còn đẹp anh em ha. Mà sau lưng của nó còn rất là đẹp anh em. Lo thì gỗ mà sau lưng này nó cũng gỗ luôn em ha. Lo đúng bộ luôn, bên đây lép, bên đây ride luôn nè nè. Lép ride hẳn hồi ha. Và số series nè. 8329 đuôi ha. Ở đây cũng vậy ha. Đấy. Onkyo đây 102AX Made in Japan 80W nha anh em nha. Đây. Dây nguồn anh em ha. Cái phần tuner với phần CD thì dây nguồn nó nhỏ nè. Còn con ly dây nguồn nó rất là to nè ha. Dây nguồn rất to. Đây. Rất đẹp ha. Thì cái bộ này với cái tình trạng nó như vậy quý vị nha, y bãi như vậy nha. Nó bộ thì ba cục, một cục đó là cái CD quý vị ha, một cục đó là cái toner và một cục dưới là amply. Ba cục nha quý vị nha, y clip này. Khi mà về hoạt động hoàn hảo, mình test cho quý vị và các bạn hết luôn, thay gân đường xong hết luôn, thì mình xin giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta với giá là 4,5 triệu nha quý vị nha. 4,5 triệu, giá quá tốt luôn quý vị ha. Rồi đến đây thì em xin dừng clip nha quý vị nha. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian xem clip nha. Nhớ cho clip em xin một like nha quý vị nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cũng như là đón xem những clip up mới nhất của Đập Lên Hàng Ngày quý vị nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.